Được rồi, chúng ta làm cái câu 2.2. Câu này trích trong đề thi lớp 10 chuyên hóa của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội 2023-2024. Đây như sau. Trong môi trường axit ở dạ dày và nhiệt độ cơ thể, sắt cơ giờ bị tỷ phân tạo thành glucose và fructose. Sau đó, các sản phẩm này tiếp tục bị oxy hóa bởi oxy để biến thành CO2 và nước. Yêu cầu chúng ta là viết các phương trình xảy ra. Thì đây chúng ta có hai phương trình em nhé. Thì ghi đây luôn đi. C12H22O11. Chúng ta tỷ phân là môi trường axit. Con này dễ. Tạo thành C6H12O6 là glucose cộng C6H12O6 là sacarose. Là fructose. Sau đó cái thằng C6H12O6 này nó sẽ tác dụng vô oxy để tạo ra CO2 cộng H2O. Rồi, chúng ta đã xong câu A. Yêu cầu chúng ta là sự thay đổi năng lượng của phản ứng oxy hóa glucose được cho bởi hình bên. À, chúng ta bạn hiểu cái đề chỗ này không ạ? Bạn hiểu như thế này, đây là năng lượng phản ứng. À, trong quá trình phản ứng thì năng lượng của chất tham gia chúng ta sẽ giảm dần, nhưng chất sản phẩm chúng ta sẽ tăng lên, được chưa? Yêu cầu chúng ta nói như thế này, hãy cho biết phản ứng này là vẫn tỏa nhiệt hay thổ nhiệt vì sao? Thì chúng ta căn cứ vào đây. Bạn nào cho ta biết là nó là tỏa nhiệt hay thổ nhiệt ạ? Để tỏa nhiệt À? Vì sao tỏa nhiệt em? này vì nó hấp thụ C6H12O6 và giải phóng C6H2O. Có lời giải thích chính xác hơn không? Là bởi vì là hắn hấp thụ C6H12O6 sau đó chuyển hóa năng lượng thành CO2H2O dưới dạng nhiệt. Nghe là đây là phản ứng tỏa Đúng không các bạn? Cái này chúng ta nói như thế này chứ đúng. Cái vấn này là vẫn tỏa nhiệt, chắc chắn là tỏa nhiệt rồi. Các bạn nhìn thấy đi. Nhiệt lượng của ban đầu với sản phẩm thì như thế nào ạ? Em. Nhiệt lượng ban đầu với sản phẩm thì như thế nào? Nó thấp hơn đúng không ạ? Nó lớn hơn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết là nhiệt lượng sau vẫn nó thấp hơn nhiệt lượng ban đầu nên nó là vẫn tỏa nhiệt. Được không ạ? Cái kiến gì không ạ? Vì nhiệt lượng chúng ta hiểu này, nhiệt lượng của sản phẩm sinh ra bé hơn nhiệt lượng của chất phản ứng sinh ra, nó là phần tỏa nhiệt. Từ chị em ơi. Các bạn ý kiến gì không để thầy giảng tiếp nào? Cái kiến gì không ạ? như không Đây là một câu hỏi lạ và muốn muốn mà làm được thì chúng ta phải cần phải có từ từ. Chúng ta đến ý tiếp theo nè. À, biết phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng diễn ra kèm theo sự giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, còn phản thu nhiệt là vẫn kèm theo sự hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt. Tức là người ta cho đoạn này chúng ta hiểu nè. Như vậy đây là phần giải phóng năng lượng bởi vì sao? Bởi vì nhiệt lượng lúc đầu chúng ta là cao hơn nhiệt lượng lúc sau. Được chưa? Do đó nó giải phóng năng lượng. Do đó nó là phần tỏa nhiệt. Các bạn hiểu không? Tức là người ta cho đoạn này để chúng ta biết được nó là tỏa nhiệt hay thổ nhiệt. Xong rồi nha. Chúng ta đến ý tiếp theo nè. À, cho một mol glucose bị oxy hóa hoàn toàn với một lượng vừa đủ oxy thì trao đổi một lượng nhiệt ở điều kiện tiêu chuẩn là 25 độ C và chân này atmosphere. Nếu 72 kg glucose bị oxy hóa thì cần trao đổi nhiệt lượng là bao nhiêu? Câu này dễ mà em. Các bạn hiểu vấn đề thầy nói không? Câu này nó dễ lắm em. Câu này chúng ta bạn nào hiểu câu này nói thầy nghe xem. Quý em hiểu câu này như thế nào quý ơi?
Dạ, tính mol glucose xong nhân cho 5 3 năm 2. Ừ, đúng rồi đó. Thì một mol thì nó tỏa ra nhiệt, chừng này nhiệt lượng như vậy, chừng này mol thì tỏa ra bao nhiêu nhiệt lượng đúng không ạ? Mol glucose là mol C6H12O6. Chúng ta lấy 7,2, chúng ta chia cho 180 và tính cho thầy bao nhiêu? 0,04. 0,04 mol. Như vậy một mol C6H12O6 tức là của glucose đấy, tỏa ra nhiệt lượng là 5352 kilojoule. Còn nếu em mà muốn an toàn thì em ghi là trao đổi dương nói nhiệt lượng đúng không ạ? Người ta hỏi là trao đổi thôi thì mình nói như đề đi, mất công bị trừ điểm. Như vậy với 0,04 mol thì chúng ta lấy 0,04 nhân cho 5352. Hai một bốn phẩy không tám kilojoule. Ok, thầy hỏi thử là em với những gì mà thầy đang giảng này em có hiểu vấn đề không? Quý, em có hỏi em có hiểu vấn đề không? Dạ hiểu thầy. Cái bài này thì em không hiểu ký B hay sao? Dạ cái có nhiều không nhiều thầy. Nhưng mà dưới sau con ta có định nghĩa đâu kìa, hiểu không? Mình không bám Dạ. vào định nghĩa là mình không làm được đâu. Ok, hết câu này nha. Có ai kiến gì không ạ? Dương ơi, em ý kiến gì không Dương ơi? Dạ không ạ. Ok, nếu bạn không ý kiến gì nữa thì xin phép dừng câu hỏi này tại đây.